Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay thì Hải Bãi xin giới thiệu với anh em hai con máy cưa xích anh em sử dụng cắt cành, cắt củi nhỏ trong gia đình nha. Đó, hai con này thì đến từ thương hiệu Echo nhé các bác nhé. Đó, một màu trắng đẹp xuất sắc luôn. Bao zin toàn tập, máy bãi về một đời trồng anh em nhé. Đó đây, con này mã số series là 002-6064-GC33. Máy đẹp, đời tay dài nhé, con này tay dài. Làm xích zin. Mặt tiền bên này mới càng nhá, đẹp chín nút luôn. Bên này xài rất là ngon, gọn nhẹ cho anh em này. Đó, con này con tay cụt Echo GC302 này. Đẹp xuất sắc. Đó đây, mặt tiền rất đẹp. Làm xích cũng đẹp. Mã số là 550-362-34 nhá. Đó, anh em là chốt cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345-05-49. Thì con này là giá 1.900.000 bên em bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đó, con này thì giá là 2.000.000 bao ship tận nhà. Đó, anh em là chốt cây nào thì chốt cái đó nhé. Đó, liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nhé. Đó, giờ xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy hai con nhé. Hai này mới dọn ngày hôm nay luôn. Test con đầu tiên, test con tay dài cho anh em. Bao zin toàn tập. Con này anh em cầm hai tay sử dụng. La 40, củi chân ốc là 35. Đó. Rồi, test nổ nhé. Cho anh em luôn. Anh em là chốt cây nào thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Hàng bãi, nguyên bản zin đời mới nhá. Đó, con này mấy đời này, đời mới các bác nhá, không phải mấy đời nhựa cổ, mấy đời cổ nhá. Rồi tắt nổ luôn. Móc nó y chang nhau, khác cái đời tay dài tay ngắn này nhá, chênh nhau 100.000. Anh em nào phù hợp cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 để ra hàng nhá. Em xin gửi toàn thể anh em nhé.